Ôi trời, lần này nhập vai quá, suýt chút nữa không thoát ra được. Thỏa mãn chứ, người ta nhập vai hết mức như bà, ít nhất mấy tháng còn chưa thoát vai được, thậm chí có người điên dại trong vai diễn. Nhà đầu nhà bà chưa đến một tiếng đã thoát vai rồi, còn muốn sao nữa, cầm thú. Đố kỵ à? Tôi đố kỵ bà chưa tỉnh ngủ sao? Có điều, cảnh đánh nhau vừa rồi bà không dùng thế thân, cảnh hát cũng vô cùng xúc động, nhiều người cảm động quá đến phát khóc luôn, liên tục khen diễn xuất của bà quá xuất sắc ấy. Tôi cảm thấy bà có tình cảm vô cùng sâu đậm với tôi, đến chết cũng không thay đổi. Cậu cút đi, chị Chi Chi đâu rồi? Không biết chị ấy đánh giá tôi thế nào nhỉ? Có việc về công ty rồi. Bà để hái đồ của cô ta vậy sao? Còn sao nữa? Bà cứ đắc chí đi, bà tưởng người phụ nữ đó dễ đối phó vậy sao? Đến lúc đó bị hành tới mức kêu trời kêu đất thì cũng đừng có trách tôi không nhắc trước với bà. Sau này bà còn phải nếm trải nhiều vị đắng lắm. Nhà họ Lục. Hai, tiểu bảo với chị dâu không có ở nhà, chỉ còn một mình anh lẻ loi. Thấy em chu đáo chưa? Cố ý chạy qua ăn cơm với anh. Họp báo phim mới, Tinh Tinh Hải. Cho cô ta bao nhiêu là tài nguyên, vậy mà cô ta lại tự biến mình thành một nữ thần nghiệp dư. Có thể nào có chút đột phá được không? À, đúng rồi, ở công ty không ít người đồn rằng anh với tôi Dĩ Mạc có quan hệ đó với nhau. Chị dâu chắc cũng nghe thấy tin đồn rồi. Vậy anh đã giải thích với chị dâu chưa? Đừng có tạo ra hiểu nhầm cẩu huyết gì đấy. Giải thích rồi. Ý, hiệu suất vậy. Là nào cuộc gọi đó à? Trường ca, ta là nam nhân của muội. Ta nên bảo vệ muội mới phải. Chương trình này đang chơi mình sao? Hứ, diễn xuất của chị dâu quá đỉnh đi, diễn hay quá. Anh, chỉ là đóng phim thôi, không coi là thật được. Anh bình tĩnh, bình tĩnh. Ninh Tịch, ở ngoài đời cô thích mẫu đàn ông như thế nào? Tiêu chuẩn kén chồng ra sao? Hạ Thiên, tham ban phỏng vấn đoàn phim. Tiêu chuẩn kén chồng mà, chắc là phải trẻ tương đương tôi, có sở thích tâm đầu ý hợp với tôi và cùng chung chí hướng nữa. Anh mình hơn Ninh Tịch 8 tuổi, cách nhau gần 3 thế hệ, sở thích thì cách xa vạn dặm. Cùng chí hướng, lúc đầu Ninh Tịch đã dùng các cách khác để từ chối anh mình. Chị dâu như này là đã học thuộc kịch bản từ trước, tất cả các nghệ sĩ đều nói vậy, anh không cần quá để ý làm gì. Nói như vậy, một dạ của chúng ta ít nhất cũng có được 2 điều kiện rồi. Vậy cô với Giang Mộ Giả có khả năng phát triển thành mối quan hệ người yêu của nhau không? Chương trình rác rưởi này giết mình rồi. Ngựa khôn thì không đi lại đường cũ, chị dâu chắc chắn. Khả năng có thì cũng khá nhiều, nhưng vẫn nên xem duyên phận. Anh, không sao chứ? Nói với quản gia, đổi chỗ cà rốt này đi. Sau này không được đem món này lên nữa. Khách sạn của đoàn làm phim. Đến đây. Giang Mộ Giả, sao cậu lại đến đây? Tôi cũng cùng nhóm với bà mà, tôi ở tầng trên. Tôi là có cảnh diễn quan trọng nên hết cách rồi. Còn cậu là đánh gây gắt rối gì đây? Bà dành ít thời gian để chơi game chút không được sao? Mau đến quét nét đi, chơi game với tôi. Chơi game cái gì hả? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Rốt cuộc bà có đi không? Năm đó 3 giờ sáng, chỉ cần một cuộc điện thoại của bà mà xã thân cùng đồng đội là ai? Bây giờ mới 9 giờ tôi gọi bà không được đúng không? Ra ngoài kiếm sống, sớm muộn cũng phải trả. Được, tôi đi được chưa? Đợi tôi thay đồ đã. Buồn ngủ. Không phải tối mới bắt đầu làm việc sao? Sao lại làm phiền tôi ngủ vậy? Nói đi. Tối qua hai người đã làm gì? Đi đâu? Không làm gì hết. Đây là cái gì? Hai người giải thích đi. Ôi trời, đây là... Tin hot, Ninh Tịch và Giang Mộ Giả gặp mặt đêm khuya. Chết tiệt, đám phóng viên vào trong khách sạn. Chúng ta không bị viết là đoàn làm phim đêm khuya hẹn, chứ? Hẹn. Bọn em thật sự là không có gì. Cậu ta chỉ là đến hẹn em đi quán net để chơi game thôi. Bây giờ quan trọng không phải là hai người đã làm gì, mà là làm thế nào để giải thích với công chúng kìa. Chị Chi Chi, chị xem cái này được không? Chắc là được, nhưng... Nhưng hai người bị ràng buộc, fan couple biết không? Cái quái gì vậy? Em với cậu ta còn có fan couple nữa sao? Cách ở chung của Ninh Tịch và Giang Mộ Giả, độ hiểu ngầm, lại còn hẹn nhau ban đêm chơi game, chắc chắn không phải là mới quen biết, là do mình sơ ý rồi. Ninh Tịch, em còn nhớ, cậu chị đã nói với em vào ngày đầu tiên em đến công ty không? Chị Chi Chi, thật sự bọn em không hề yêu nhau. Tên khốn nạn, rốt cuộc có nói quan hệ của chúng ta với chị ấy không? Tùy bà. Em với cậu ta có qua lại với nhau một thời gian, nhưng chẳng được mấy ngày thì chia tay rồi. Bây giờ là quan hệ bạn bè đơn thuần thôi. Không phải chị là bạn gái cũ của cậu ấy sao? Em sợ mọi người ngại nên mới không nói ra. Ai nói với em chị là bạn gái cũ của cậu ta? Nhìn tôi làm gì? Cô ấy tự đoán mò, liên quan gì đến tôi? Còn không phải là vì cậu thể hiện quá bất thường sao? Có thể trách tôi nghĩ nhiều chắc. Chị với Giang Mộ Giả đơn thuần chỉ là quan hệ giữa nghệ sĩ với người quản lý thôi. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để xử lý chuyện tối qua. Như vậy đi, Ninh Tịch không phải là có ảnh sao? Đợi lát nữa đăng lên trên Weibo. Cứ nói là Giang Mộ Giả chơi game với tôi thua, nên đến tìm Ninh Tịch để hả giận. Nhưng không ngờ Ninh Tịch lại là vương giả ẩn giấu. Sau đó mua một vài bài tin tức, nói là lấy game làm bước ngoặt, làm trong cùng một công ty, tính cách khá hợp, tôn trọng lẫn nhau, nên trở thành bạn bè. Được đó, em nghe chị Chi Chi. Tại sao phải miêu tả em là một tên chơi game gà chứ? Rõ ràng em rất siêu mà. Siêu con khỉ, nếu như không phải cậu thì có nhiều chuyện vậy không? Được rồi, mọi người đi chuẩn bị cho cảnh phim tối nay đi. Em còn muốn đi ngủ đến khi trời tối nữa. Tối nay là cảnh nào vậy? Cảnh hôn. Không phải bỏ rồi sao? Bỏ khá khá rồi, nhưng còn giữ lại một ít cảnh nụ hôn đầu của hai người. Một cảnh giường chiếu trong doanh trại. Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa xem kịch bản đã sửa đấy nhé. Để lát nữa xem, không được sao? Thế mà vẫn còn cảnh hôn với cảnh giường chiếu nữa. Lục Đình Kiêu vậy mà lại đồng ý cho nên Tịch đóng loại phim như vậy. Tại sao mình lại có dự cảm chẳng lành nhỉ? Lẽ nào lại có một cơn mưa đá nữa sao? Tiêu đời rồi, vậy mà anh hai lại tới thân tìm kiếm. Tại sao anh lại lanh trí vậy chứ? Vậy em giấu tin đồn của chị dâu có ích gì? Giang Mộ Giả, Ninh Tịch chơi game xuyên đêm, cư xử thân mật, thật hư vì game sinh tình. Tuổi tác tương đương, sở thích tâm đầu ý hợp, cùng chung chí hướng. Giang Ninh chỉ số ghép đôi 100%. Hai bên cùng trả lời, chơi game đến khuya, fan hô hào hai người yêu nhau. Cặp đôi được cho là tốc độ ghép đôi nhanh nhất của năm. Giang Ninh. Cảnh Lễ, chuẩn bị xe. Còn cuộc họp lát nữa. đẩy sang ngày mai. Vậy bây giờ anh muốn đi đâu? Thị sát. Bây giờ quay bổ sung cảnh hôn, trong đêm thả đèn hoa đăng, dọn dẹp hiện trường, hoàn tất. Các bộ phận vào vị trí. Đạo diễn. Sao vậy? Phó đạo diễn, tổng đạo diễn sao lại vội vàng vậy? Chủ tịch tập đoàn Lục Thị, Lục Đình Kiêu muốn đến thị sát. Đạo diễn đi đón. Cảnh này quan trọng thế nào? Chắc không cần tôi nói nữa. Hôm nay buộc phải diễn cho tốt, biết chưa? Lục Đình Kiêu, không phải là Lục Cảnh Lễ, không nhầm chứ? Không nhầm, Lục Cảnh Lễ cũng tới. Mọi người chuẩn bị đi. Ấy, Tiểu Lý, mọi người mau đem đồ uống, ghế sắp xếp ổn thỏa đi. Lòng vàng, vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ? Bà không nghe nhầm, tôi cũng nghe thấy vậy. Chẳng trách, tôi cứ có cảm giác không lành. Thì ra là như vậy. Lục tổng, Nhị thiếu, mời đi bên này. Mời hai vị ngồi. Hai vị hôm nay quả nhiên là đến rồi. Cảnh quay hôm nay rất đặc sắc. Vậy sao? Hôm nay diễn cảnh gì vậy? Là cảnh hôn, còn lại sau khi sửa kịch bản. Chết tiệt, thế mà lại là cảnh hôn. Ninh Tịch với Giang Mộ Giả đều diễn vô cùng tốt, hiếm có đôi nào kết hợp ăn ý vậy. Phân đoạn của hai người họ cơ bản là một lần qua luôn. Vậy sao? Đúng vậy, không biết hai vị có xem tin ngoài lề trên mạng hôm qua không? Hai cảnh khó như vậy, ngày hôm qua đều chỉ quay đúng một lần. Được rồi, bắt đầu đi. Anh của em biết hết rồi. Bắt đầu. Tôn Đại Phu. Huynh tìm ta sao? Trường ca. Anh, nhẹ tay chút. Chiếc cốc này là cốc thủy tinh, không phải là sắt thép, hợp kim gì. Hãy nhớ, đây chỉ là đóng phim thôi. Tôn Đại Phu. Xong rồi. Lần này chưa có chuẩn bị gì hết. Xin lỗi, lấy cảm xúc chưa ổn lắm. Lại lần nữa đi. Ninh Tịch, vậy mà lại nốt bút rồi. Quả là khí thế của đại boss quá mạnh. Chị Ninh, cố lên nha. Thật không ngờ, có lúc bà mất bình tĩnh trước đám đông đấy. Bớt nói nhảm lại. Cậu của cậu đáng sợ thế nào, không phải cậu không biết. Đổi lại là cậu, thử bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm xem, cậu có phát huy được như thường không? Bắt đầu. Trường ca. Cắt. Ninh Tịch, chú ý biểu cảm của cô. Sao đột nhiên lại mất hồn vậy? Cắt. Ninh Tịch, thời gian cô ngây ra nhìn đối phương hơi lâu rồi đấy. Nhiều nhất 3 giây là phải hôn rồi, biết chưa? Cắt. Được rồi, tạm nghỉ. Mọi người nghỉ ngơi một lát, lấy lại tinh thần. Chết tiệt, bệnh tim của anh đây sắp bị bà ép cho tái phát rồi. Đã 6 lần rồi, rốt cuộc bà có hôn không? Nhanh nhẹn lên chút được không? Bà đây mới là người sắp bị bệnh tim thì có. Cậu không thể khiến cho ông cậu của cậu. Về sao? Ánh mắt đó như tia ít vậy. Ai mà hôn cho được? Cậu ấy đến là vì bà. Đâu có cách nào khiến cậu ấy về được à? Bà đây đúng là xui xẻo mà. Này, bà chú ý hình tượng chút đi. Chưa từng thấy cô ấy bối rối như thế bao giờ. Xem ra ảnh hưởng của Lục Đình Kiêu đối với cô ấy so với trong tưởng tượng của mình lớn hơn nhiều. Ninh Tịch à, hôm nay rốt cuộc của sao vậy? Có phải là Lục Đình Kiêu nên lo lắng quá đúng không? phải thật bình tĩnh, thuận theo tự nhiên. Những lúc như này không được hoảng loạn. Xin lỗi đạo diễn Quách, bây giờ tôi ổn rồi, ông chuẩn bị bắt đầu đi. Vậy thì tốt, đừng nô gối thêm lần nào nữa. Tên khốn nạn này chắc chắn là cố ý. Mọi người vào vị trí, bắt đầu. Lần quay thứ 7. Hoán Khanh. Tắt, qua. Không tệ, không tệ. Ninh Tịch, cách xử lý lần này của cô, dáng vẻ của một cô gái e thẹn, lại càng hiệu quả hơn. Đạo diễn, ông hài lòng là được. Nhị thiếu, anh của cậu rốt cuộc muốn làm gì hả? Sao em biết được? Tối qua anh ấy coi được tin tức ngoài lề, còn có đoạn phỏng vấn chị ở trong đó. Thấy sai sai rồi. Sáng nay lại nhìn thấy tin đồn của hai người cùng nhau chơi game xuyên đêm, đã hủy luôn cuộc họp, chạy đến thị sát. Anh ấy có tiết lộ với cậu rốt cuộc muốn làm gì không? Hoặc là có kế hoạch gì không? Có chỗ nào không đúng không? Không đúng, có một chuyện. Tối qua sau khi anh ấy xem xong tivi, đột nhiên lạnh lùng nhìn dĩa cà rốt, còn dặn dò quản gia sau này không được làm món đó nữa. Chị nói xem có kỳ lạ không? Đến em thông minh vậy còn không nghĩ ra hành động kỳ lạ của anh ấy có ý gì. Cà rốt, tiêu rồi. Lục Đình Kiêu hiểu nhà quan hệ của mình và Giang Mộ Giả rồi. Tiểu Tịch Tịch, bây giờ chị đang ở đâu? Bây giờ anh trai em tạm thời không ở trong tầm nhìn của em nữa. Không biết đi đâu rồi. Em đoán là anh ấy đến bắt chị rồi. Chị cẩn thận chút nhé. Lục Đình Kiêu, chết tiệt, tên đáng chết Lục Cảnh Lễ này, cố ý phải không? Không biết nói thẳng vào trọng điểm, nhắc nhở mình. Lục, buông ra. Lục Đình Kiêu, anh còn không bình tĩnh, đừng trách em giúp anh bình tĩnh lại đấy. Anh ấy nhìn thấu mình, không nỡ đúng không? Lục Đình Kiêu, anh quên là đã hứa với em những gì sao? Hay là anh muốn nói một đằng là một nẻo? Thị sát, có ai thị sát nhanh không? Anh cứ ngồi ở đó, có ai không thấy phiền mà diễn tốt được không? Chuyên nghiệp. Ý của anh nói là em không chuyên nghiệp. Được thôi, hôm nay thật sự em không chuyên nghiệp lắm, nhưng lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Còn nữa, nếu như là thị sát, vậy hành động của anh bây giờ là gì? Lục Đình Kiêu, lúc trước anh cho em thời gian 7 ngày đó, không cần đợi đến 7 ngày nữa. Bây giờ em nói cho anh biết. Không, anh không muốn nghe. Anh nghe em nói đi. Lục Đình Kiêu, khi mới bắt đầu em đã nói với anh rồi, em đã có người mình thích rồi. Vô cùng thích. Bởi vì một số nguyên nhân em không thể ở bên anh ấy được, nhưng cả đời này anh ấy mãi mãi ở trong tim em. Dù cho người khác có tốt hơn anh ấy, hoàn hảo hơn anh ấy, cũng không thay thế được anh ấy. Anh hiểu không? Nói dối. Ninh Tịch, em nói dối. Vậy em thề, nếu như em nói dối thì cả đời này em sẽ không nổi tiếng được, bị trời đánh, ra ngoài bị xe đâm. Im đi. Không sai, Ninh Tịch, mày không sai. Lẽ ra nên như vậy sớm hơn, là mày tham lam quá lâu, là mày không chịu cắt đứt quá lâu. Giang Mộ Giả, vừa nãy người mà bà nói vô cùng thích đó, người mà dù ai có tốt thế nào cũng không thay thế, chính là Lục Đình Kiêu, đúng chứ? Hờ, hiếm có một người nào thông minh tuyệt thế như Lục Đình Kiêu, thế mà trong chuyện này lại ngốc thế. Rõ ràng là bà từ chối cậu ấy, nhưng trông có vẻ bà thảm hơn vậy. Ninh Tịch, thật ra bà không nhất thiết phải như vậy. Nếu như thích thật sự thì ở bên nhau đi. Giang Mộ Giả, hình như lúc trước người phản đối nhất là cậu thì phải. Tôi phản đối là vì không muốn bà làm mợ trẻ của tôi. Nhưng mà dù sao bà cũng là anh em tốt của tôi. Tôi mong bà được hạnh phúc. Lúc trước tôi không tin Lục Đình Kiêu là thật. Nhưng bây giờ, chỉ cần cậu ấy thật sự thích bà, không để ý đến thân phận nghề nghiệp địa vị của bà, cũng có thể bảo vệ bà, khiến bà không phải chịu ấm ức. Không cần nói nữa. Nếu chỉ là vấn đề về thân phận, địa vị, nghề nghiệp thì tôi biết mấy. Những thứ đó tôi có thể thay đổi. Nhưng mà đối với anh ấy là không thể. Giang Mục Giả. Ý gì? Bà còn chưa thử qua, sao biết được kết quả? Có những chuyện không cần thử. Khi trái tim nổi lên lòng tham, những chuyện trong quá khứ là xuất hiện nhắc nhở thôi. Không thể thay đổi được. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi có tư cách gì để đứng bên cạnh anh ấy?